Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đắc đạo chi mưu, được bề trên ban cho lộc lớn mà ăn nên, làm ra tiền tài như ý, phú quý phát tài, về Tết cực may, cực đỏ, cực giàu có. Quý mệnh chủ Ất Mão thân mến, nếu xét mối quan hệ giữa Ất Mão và cuộc đời, chắc Ất Mão là phe mãi miết yêu đơn phương. Ất Mão yêu đời nhưng đời không yêu Ất Mão, đời cứ thỉnh thoảng lại hành Ất Mão chút thử thách xíu, trông gai pha với tí bàng hoàng. Nhưng dù đời không tử tế thì Ất Mão vẫn yêu đời, vẫn lạc quan, vẫn tâm an và vui vẻ lắm, vẫn nói cười ăn chơi giao lưu, giao du theo đuổi ước mơ và chăm chăm làm việc, học cách quên đi nỗi đau, học cách lạc trôi quá khứ. Chỉ là đôi khi chợt ngừng lại thấy nhói ở đâu đây, chỉ là đôi lúc ngắm trời cao thấy lòng mình sao bâng khuâng quá thể, nhưng có sao đâu cười xòa một cái nhẹ, khóa lên cái mặt nạ của sự mạnh mẽ và kiên cường, và rồi lại bộc lộ tiếp cái hình ảnh của một Ất Mão thích theo đuổi vạn sự. Rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu không ổn Ất Mão sẽ làm cho nó ổn. Đó cũng chính là lý do mà thời gian tới người tuổi Ất Mão sẽ kiếm được về một khoảng tương đối lớn, đảm bảo an nhàn tuổi già. Nếu Ất Mão muốn biết cụ thể thế nào, hãy để Minh Đường Tử Vi làm sáng tỏ ngay sau đây. Mệnh chủ Ất Mão thân mến, Ất Mão năm 1975 ứng với hình tượng của một con trâu chăm chỉ và bền bỉ, cần cù và nỗ lực, kiên tâm. Con trâu này trong cuộc đời hiếm có thể đi đường tắt, tất cả mọi thứ đều do từng giọt mồ hôi, từng giọt chăm chỉ của họ tích tụ lại mà thành trong cuộc đời của một Ất Mão. Ít khi do may mắn mà thành công, ít khi do thời hay vận tới mà là thành tựu. Nói chung họ sẽ phải có trình độ chuyên môn về lĩnh vực họ làm, thấu hiểu và thông tuệ nhiều kiến thức kinh nghiệm, học hỏi trường kỳ sau đấy quần quật mà cày. Trong cuộc đời của một Ất Mão ít khi họ thành công, mà chỉ có một công một việc, bên đông họ sẽ phải làm một tí, bên tây họ sẽ phải làm một tẹo thì mới được đủ vận mà thành tựu thăng hoa. Nói chung số của họ tương đối vất vả, cơ mà tương đối thú vị. Trong cuộc đời của một Ất Mão ắt có thời điểm bị nhọc nhằn chuyện tài chính. Họ không nên cho vay mượn hay quá cả nể những người thân thiết, rõ ràng, và dành mạch hợp đồng đủ vào thân, sẽ tránh cho Ất Mão được những phiền hà không đáng bận tâm trong cuộc đời của một Ất Mão. Phải lấy thật thà mà chiếm lấy, vô tính toán vô mưu hình mà tiến. Nếu ở một kiểu chuyên trọng đạo ác sự thật thà, bẩm sinh của Ất Mão sẽ được trân trọng và nâng niu. Còn trong giai đoạn mạt phát, nơi vạn sự gian dối, ắt Ất Mão phải chịu những thiệt thòi mỏi mệt, thị phi không đáng có. Đấy là cái hình thái của sự lạc lõng, trao đi chân tâm, nhận lại chân chó, kiểu gì thì kiểu cũng có lúc oan ức vào mình. Trong cuộc đời của một Ất Mão có một cái tháng 12 năm 2023, Ất Mão vừa thuận lợi, vừa thử thách, nhưng chung kết quả là có quả ngọt và có kết đẹp cho những hạt mầm Ất Mão gieo. Tháng 12 âm là tháng đúng thời điểm, chuẩn thời vận cho Ất Mão gieo những hạt mầm mà bản thân đang ấp ủ dài kỳ. Nhưng cần phải nhớ đừng tự mãn hoặc có những suy nghĩ sai lầm về bản thân và bản tính, vì sự cao ngạo không hợp với Ất Mão, sự kiêu hãnh quá độ, tự tin thái quá dễ mua cho Ất Mão những việc sầu bi vào mình. Khi Ất Mão lấy hiền lành mà nhìn thế giới, lấy nhân hậu mà dưỡng dục nhân gian, có lòng nhân thì có trời đất. Hữu chân chỉ cần làm được như thế thì cuộc đời một Ất Mão có thể có chút mệt, có thể có chút vất vả, có thể có chút thiệt thòi, có thể có chút nợ và bị hại vào thân. Nhưng chắc vẫn có được tựu thành viên mãn, tiền tài vận mệnh, phát tài về hậu vận. Xin kính chúc các anh chị Ất Mão luôn mạnh khỏe và an khang trong cuộc sống nhiều vất vả biến động này. Ất Mão 1975, sinh từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 đến ngày 30 tháng 1 năm 1976 dương lịch, cầm tinh con mèo. Thiên can Ất kết hợp với địa chi Mão, mang ý nghĩa đắc đạo chi miêu, tức mèo đắc đạo. Sinh năm 1975 mệnh thủy, đại khe thủy, nước khe lớn. Theo chiết tự, đại có nghĩa là to lớn, khe có nghĩa là con suối, thủy là nước,
Vậy đại khê thủy tức là nước bắt nguồn từ một con suối lớn, hay còn gọi là nước trong nguồn. Đây chính là nguồn nước trong lành, mát mẻ, không bao giờ vơi cạn. Đại khê thủy là người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi, nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Khi trưởng thành, nếu được ở trong những môi trường phù hợp, họ là những nhân viên tốt, ham thích nghiên cứu, có vốn kiến thức rộng, khả năng sáng tạo cao, họ yêu thích sự tự do thoải mái, không thích bị bó buộc trong những khuôn khổ nào, thích dành thời gian làm những việc mình thích, nếu được làm những công việc thuộc chuyên môn họ sẽ phát huy được khả năng của mình rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ lại là người làm việc theo cảm hứng, nếu có hứng thì làm rất tốt, nhưng nếu không có hứng thì kết quả sẽ không như ý. Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa, hiền lành, nhưng cũng rất khéo léo uyển chuyển, họ thích giúp đỡ người khác và cũng coi đó là một trong những niềm vui của mình. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, thấy cuối năm này người tuổi Ất Mão gặp nhiều may mắn, nhưng cũng phải đối diện với không ít nguy cơ. Vì thế cách hành xử đúng đắn nhất là tập trung vào nhiệm vụ, hạn chế lo chuyện bao đồng, đặc biệt không nên khoe khoang, khoác lác với mọi người xung quanh. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy, nếu chăm chỉ làm việc bạn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, thậm chí tìm ra điểm mạnh của bản thân và phát huy đúng lúc, đúng chỗ. Tuy nhiên dù gặt hái được thành công lớn lao đến mấy, bạn cũng vẫn cần phải giữ sự khiêm tốn lắng nghe, đừng tự phụ cho rằng mình là nhất. Phương diện tài lộc nhìn chung là ổn định, bạn vẫn giữ vững định hướng làm ăn cũ, nên khách hàng không có nhiều biến động, chỉ cần giữ được chữ tín của mình. Hạn chế đôi co với khách hàng thì không lo tiền không chảy về túi, nếu có điều kiện bạn nên thử sức mình với những lĩnh vực hoặc mặt hàng mới mẻ hơn. Tiếc rằng chuyện tình cảm lại không suôn sẻ như dự kiến, người độc thân thường đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia tương lai nên khó gặp được người ưng ý. Người đã có đôi có cặp thì lại thường xuyên xét nét, trách móc nửa kia, khiến đối phương thường cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Về phương diện sự nghiệp, trong tháng cuối năm Quý Mão, người tuổi Ất Mão tất bật với công việc vì mọi thứ đều trong quá trình hoàn thiện để chào đón năm mới. Tỷ kiên mang điềm báo làm gì cũng phải tự thân vận động, không có sự hỗ trợ từ phía những người xung quanh, do đó công việc càng thêm áp lực. Tháng này có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá, điển hình là sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh cản trở, nên bản mệnh phải lao tâm khổ tứ, lo lắng nhiều bề, tinh thần thường xuyên bất an. May mắn có lâm quang hỗ trợ, mang tới không ít cơ hội phát triển sự nghiệp, mọi việc diễn ra đúng tiến độ, giúp bạn củng cố thêm uy tín và chỗ đứng trong tập thể, nhằm thúc đẩy công việc thêm thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Tuổi Ất Mão nên ứng dụng phong thủy phi tinh vào đời sống hàng ngày. Cụ thể, trong tháng có hai cát tinh cửu tử và lục bạch đồng cung ở hướng Tây Nam. Tại đây tuổi Ất Mão có thể đặt biểu tượng quả cầu phong thủy để chiêu dụ nguồn năng lượng tích cực, giúp hóa giải những xui xẻo, mang tới nhiều may mắn và thuận lợi cho công việc đang làm. Về phương diện tài lộc, nhìn chung, theo tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, đường tài lộc của người tuổi Ất Mão ở vào trạng thái khá ổn định trong thời điểm cuối năm. Bạn không có cơ hội phát tài phát lộc lớn, nhưng các nguồn thu vẫn chảy vào túi đều đều, đảm bảo để bạn có thể thoải mái sắm sửa cho năm mới. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của bản thân, thì Ất Mão nhận được khoảng thưởng nóng, hoa hồng xứng đáng. Nếu tự tin vào những đóng góp của mình cho tập thể, thì bạn có thể chủ động đề xuất tăng lương, khả năng được lãnh đạo đồng ý là rất cao. Người làm kinh tế giữ được chữ tín của mình, nên lượng khách hàng ghé thăm vẫn ổn định. Tuy nhiên, bạn có thể thử kinh doanh thêm một vài mặt hàng mới xem sao. Bạn có cơ hội thu hút thêm một lượng khách hàng mới nữa, đem về nguồn thu nhập khá triển vọng cho bản thân. Tuy nhiên sao thiên cầu khuyên bạn vẫn nên cẩn thận khi trao đổi, hợp tác với các khách hàng, đối tác. Trước khi ký kết hợp đồng, hãy xem xét kỹ các điều khoản để tránh vướng phải những thị phi, mâu thuẫn về lợi ích trong tương lai. Cát tinh tả phù khuyên bạn hãy luôn giữ sự tích cực, hăng hái trong công việc, tài năng của bạn sẽ giúp bạn dần tìm ra hướng khắc phục mọi khó khăn. Hơn nữa bạn có thể gây ấn tượng với quý nhân, đối phương có thể đưa ra cho bạn nhiều gợi ý đắc lực. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tiếc rằng con đường tình duyên của người tuổi Ất Mão lại không được hanh thông như sự nghiệp và tài lộc. Có lẽ bạn nên xem lại cách hành xử của mình, chứ đừng mãi đổ tội cho hoàn cảnh hoặc người này người khác. Người độc thân đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia, tương lai của mình bạn vốn cũng không thể là người hoàn hảo, vì thế đừng mong tìm được người xuất sắc trên mọi phương diện. Quan trọng là đối phương phải thật lòng với bạn, vì vậy hãy quan sát mọi người xung quanh nhiều hơn,
ai luôn nhiệt tình giúp đỡ và chân thành quan tâm tới bạn thì hãy thử cho đối phương cơ hội. Đối với người đã lập gia đình, hai bạn thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ do bạn quá khó tính, thường xuyên xét nét những việc người ấy làm, có thể những sai sót mà đối phương phạm phải không hề là cố ý. Vì vậy nếu bỏ qua được thì bạn nên bỏ qua, đừng nên nhắc đi nhắc lại mãi khiến người ấy khó chịu. Bên cạnh đó, bạn cũng phải nhìn nhận lại những mặt chưa tốt của bản thân. Để có xu hướng sửa đổi, đừng bắt người ấy phải xin lỗi mãi. Để cuộc sống gia đình êm đềm, hai người đều cần phải bao dung và dung hòa với nhau, đừng mãi đòi hỏi từ một phía. Về phương diện sức khỏe, nhìn chung sức khỏe tuổi Ất Mão tháng này không có gì đáng lo ngại. Ngoài những vấn đề về da, ăn uống và việc đi lại, thời tiết hanh khô khiến da dễ bị ngứa ngáy, nứt nẻ, đặc biệt là nữ giới. Ngoài việc có biện pháp chăm sóc da từ bên ngoài, bạn cũng nên bồi dưỡng cơ thể từ bên trong để đạt hiệu quả dưỡng da cao. Trong tháng tiệc tùng nhiều, ăn uống vô độ khó kiểm soát, nên chức năng tiêu hóa của cơ thể dễ bị quá tải, từ đó gây ra tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, hoặc chức năng đào thải của thận bị suy giảm. Việc đi lại, di chuyển trong tháng cũng khá nhiều, bản mệnh hết sức lưu ý vấn đề an toàn giao thông, đề phòng tai nạn hay thương tật bất ngờ. Quý anh chị Ất Mão thân mến, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường tử vi thì năm qua khá nhiều may mắn. Nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình nên cũng bớt phần đen đuổi. Không biết quý anh chị Ất Mão 1975 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường tử vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường tử vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý anh chị tuổi Ất Mão 1975. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường tử vi nhé. Theo thuyết ngũ hành, năm 2024 Giáp Thìn mệnh hỏa. Như vậy ta có mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024. Thiên can Ất bình hòa với can Giáp, địa chi Mão tương xung với chi Thìn. Xét theo mệnh, can, chi, năm 2024 Giáp Thìn là một năm có xung, có hợp với Ất Mão nam mạng. Công việc của bản mệnh nam tuổi Ất Mão trong năm này có sự chuyển biến tích cực khi duy trì tính kỷ luật hiệu quả. Làm việc chỉnh chu, khoa học, tinh thần chủ động là điểm mạnh giúp mệnh chủ đối phó linh hoạt trong mọi tình huống. Biết cách quản trị rủi ro, quản lý chi tiêu tài chính, giúp nam tuổi Mão 1975 nắm vững tài sản và nguồn thu nhập. Ở độ tuổi này bản mệnh không còn nhiều gánh nặng, áp lực của cuộc sống, thay vào đó khi con cái đã dần trưởng thành, nam mạng tuổi Ất Mão sẽ được thảnh thơi, thư thái hơn, dự định phát triển sự nghiệp của Ất Mão nam mạng tiếp tục được tiến hành trong năm 2024, mệnh chủ tập trung hoàn thiện dự án năm cũ, đồng thời triển khai và thực hiện kế hoạch năm mới. Sẽ có một số bất cập trong quá trình làm việc, tuy nhiên điều này có thể giải quyết nhanh chóng nhờ sự am hiểu của bản mệnh. Nam mạng tuổi Mão nên kết giao với những người làm việc có nguyên tắc, chuẩn mực, họ sẽ giúp mệnh chủ phát triển toàn diện các khía cạnh trong công việc. Trong năm này, nam tuổi Mão 1975 làm việc với thái độ bình thản, chậm rãi chắc chắn thì sẽ đạt được thành quả tốt. Phương diện tài chính của bản mệnh Ất Mão trong năm nay duy trì ổn định nhờ mức thu nhập từ công việc. Tình hình tài chính có xu hướng gia tăng khi mệnh chủ lựa chọn đầu tư, tích lũy thông minh và an toàn. Ở tuổi 50 Ất Mão nam mạng nên có kế hoạch cho các khoản chi tiêu tiết kiệm để có của ăn của để, cuộc sống ấm no đầy đủ khi mệnh chủ có khả năng làm chủ tài chính, tích tiểu thành đại. Cuộc sống hôn nhân của Ất Mão nam mạng năm 2024 được yên bình và hạnh phúc, đôi lúc tình cảm vợ chồng trở nên xa cách. Khi cả hai bận rộn dành ít thời gian cho nhau, thế nhưng chỉ cần hai người luôn một lòng một dạ với đối phương, thuận vợ, thuận chồng thì sẽ làm nên đại sự. Trong cuộc sống gia đạo, nam tuổi 1975 nên dĩ hòa vi quý, lắng nghe và chấp nhận những quan điểm khác biệt của người thân. Gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng đáng quý nhất. Những khoảnh khắc ấm áp bên con cháu có thể giúp mệnh chủ giải tỏa áp lực, xua tan phiền lo cuộc sống. Độ tuổi trung niên là giai đoạn quan trọng để bảo trì và gìn giữ sức khỏe. Do đó, nam tuổi Mão 1975 nên dành thời gian chăm sóc cơ thể, thường xuyên đi khám định kỳ để nắm bắt tình hình sức khỏe cá nhân tốt nhất. Năm nay bản mệnh Ất Mão có thể tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn để thư giãn, lấy lại năng lượng làm việc. Biết quý trọng sinh mệnh, sống lạc quan tích cực sẽ giúp mệnh chủ cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Đối với nữ mạng, sự nghiệp của nữ tuổi Mão 1975 trong năm Giáp Thìn vẫn được vững vàng, không có nhiều thay đổi. Đây là lúc mệnh chủ hài lòng với những gì mình đang có,
không vướng bận nhiều chuyện kiếm tiền bạc như thời còn trẻ. Thay vào đó, nữ mạng Ất Mão nên chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe và đời sống tinh thần. Năm này cuộc sống đón nhận được nhiều tin vui tích cực, gia đạo yên vui khiến mệnh chủ hân hoan, an tâm về con cái, chứng kiến sự trưởng thành của con cháu là điều tuyệt vời đối với những người tuổi đã xế chiều như Ất Mão nữ mạng. Trải qua nhiều năm làm việc, Ất Mão nữ mạng đã tích lũy được kinh nghiệm dày dặn, vốn sống phong phú cùng các mối quan hệ xã hội cần thiết, công sức nhiều năm không chỉ giúp bản mệnh duy trì công việc hiện tại mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho hậu thế về sau. Trong năm Giáp Thìn 2024, nữ tuổi Mão ổn định sự nghiệp và công việc, đã có luồng quỹ đạo riêng, mệnh chủ không cần phải hao tâm tổn sức nhiều, mà chỉ nên là việc nhẹ nhàng, giảm thời gian rảnh rỗi, như vậy vừa tốt cho sức khỏe, tinh thần mà cuộc sống nữ Ất Mão vẫn luôn chủ động. Bước sang độ tuổi 50, khi con cái đã trưởng thành và dần xây dựng cuộc sống riêng, nữ tuổi Ất Mão đã không còn nhiều khoản lo toan về kinh tế nữa. Lúc này cuộc sống dần hướng về những điều mộc mạc giản dị nhưng mang tới niềm vui hạnh phúc. Là người phụ nữ trong gia đình, nữ mạng Ất Mão rất biết cân đối thu chi, quản lý tài chính, tiết kiệm tiền bạc, nhờ vậy mà hậu vận cuộc sống được chủ động thảnh thơi hơn. Năm 2024 này, tình hình tài chính được dư giả ổn định, mệnh chủ nên phát huy các phương án tích lũy an toàn, tránh mạo hiểm. Hôn nhân của nữ tuổi Mão 1975, trong năm Giáp Thìn được êm ấm, hòa hợp, vợ chồng đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên vô cùng thấu hiểu gắn bó, có một người bên cạnh quan tâm, chia sẻ tâm tư, nữ Ất Mão sẽ giảm bớt cảm giác hụt hẫng, cô đơn ở tuổi xế chiều, mong muốn gia đạo thuận hòa, hạnh phúc, nên bản mệnh tuổi Mão 1975 luôn cố gắng dĩ hòa vi quý, dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho các thành viên trong gia đình, tuy nhiên mệnh chủ nên giảm bớt sự khắt khe và cầu toàn, điều đó sẽ giúp các mối quan hệ trong gia đình rút ngắn khoảng cách hơn. Ở độ tuổi 50, nữ mạng tuổi Ất Mão có thể phải đối mặt với tình trạng lão hóa da và cơ thể. Điều này nhắc nhở mệnh chủ nên chăm sóc bản thân nhiều hơn để đẩy lùi lão hóa, duy trì vẻ đẹp, nâng cao sức khỏe. Thay vì dành toàn bộ tâm huyết để lo toan cho người khác, bản mệnh nên quan tâm tới thể trạng và tinh thần của mình. Có câu, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả. Vì thế đừng quên bảo vệ tài sản vô giá này càng sớm càng tốt. Ất Mão nữ mạng gặp sao chiếu mệnh thổ tú trong năm Giáp Thìn, chòm sao chủ về thị phi, thử thách, năm này mệnh chủ nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, không nên làm việc lao lực gây tổn hại đến sức khỏe. Trong cuộc sống, nữ tuổi Mão 1975 hãy giữ thái độ dĩ hòa vi quý, đối với chuyện gièm pha thì nhẹ nhàng cho qua, không nên bận tâm nhiều. Nữ mạng tuổi Ất Mão gặp hạn huỳnh tuyền trong năm 2024, vận hạn chủ về sức khỏe, năng lượng suy giảm, vận hạn nhắc nhở bản mệnh nên chú ý tới tình trạng sức khỏe, trạng thái tinh thần, có những chuyện không thể cưỡng cầu thì nên thuận theo lẽ tự nhiên để tâm được an, lòng thanh thản, hài lòng với cuộc sống hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân gia đình thì mệnh chủ sẽ cảm thấy hạnh phúc an nhiên. Và bây giờ xin mời quý anh chị tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Ất Mão tháng 12 âm lịch 2023. Bước sang tuần mới, tuổi Ất Mão biết nắm bắt thì đây là lúc để tỏa sáng nơi công sở, hoặc bạn tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung cải thiện trong thời gian tới, nhằm đạt được vị trí quan trọng. Thiên ấn mang lại tin vui khía cạnh sự nghiệp, nhưng vẫn có những hiểm nguy rình rập. Thế tuy nhiên những người tuổi Ất Mão vẫn vui vẻ đón nhận với thái độ tích cực, nhờ vậy mà mọi khó khăn dần trôi qua một cách nhanh chóng. Tuần mới có người sẽ ghen tị với tuổi Mão, nhiều con giáp tuổi Ất Mão có những thông tin không tốt bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt, bạn khá mệt mỏi khi phải đi giải thích với mọi người. Lúc này những người tuổi Ất Mão đang nảy sinh nhiều cảm xúc mạnh mẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nửa kia. Để giải quyết vấn đề, bạn vẫn nên tạo dựng bầu không khí thoải mái cho bản thân trước. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 17 đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ, thân, sửu, con số may mắn, nam 7, 11, 08, 72, nữ 8, 66, 24, 46. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Mão tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Ất Mão có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến, cho tất cả những người bạn gặp, nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp con giáp này có thể sẽ giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí, tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn.
Nhờ sự thay đổi thú vị này, người tuổi Ất Mão cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời. Mối bận tâm duy nhất của bạn có lẽ là sức khỏe. Con giáp này sẽ muốn cắt giảm tinh bột hoặc đường và tập trung hơn vào những khẩu phần ăn lành mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có cảm hứng để theo đuổi những bài tập cardio hoặc yoga đơn giản. Ảnh hưởng của tiểu hao không thể xem thường. Đó có thể là những khoản tiền đi uống cà phê, mừng sinh nhật, mua món đồ giảm giá. Tuy nhiên cũng có thể khiến cho người tuổi Ất Mão sẽ làm hao hụt một khoản kha khá đấy nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 5 đến 7 giờ, màu sắc cát tường, nâu, vàng, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, con số may mắn, nam 4, 83, 01, 18, nữ 2, 73, 06, 02. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Mão tháng 12 âm lịch 2023. Bước sang tuần mới, người tuổi Ất Mão hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. Hãy giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao. Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa tuần, khi bạn tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn hoàn toàn có thể khiến cuộc sống sang trang khi kiếm về một khoản dư giả. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Trong mối quan hệ tình cảm, bạn và người ấy vẫn không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Nhưng sau mỗi mâu thuẫn, hai người lại thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Bạn và người ấy dần tìm được cách dung hòa, khiến tình yêu thêm gắn kết. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 11 đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xám, xanh lam, quý nhân phù trợ, Hợi, Tuất, con số may mắn, nam 4, 21, 70, 52, nữ 2, 57, 93, 32. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Mão tháng 12 âm lịch 2023. Người tuổi Ất Mão theo đuổi con đường sự nghiệp, nhận được sự coi trọng của cấp trên, bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, hãy coi đó là bước đệm để thăng tiến trong tương lai. Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc khá tích cực, bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Xem tử vi cho thấy, chuyện tình cảm khá trắc trở vào giữa tuần, song đến cuối tuần thì đôi bên đã hòa hợp với nhau, trải qua khó khăn. Bạn nhận ra ai là người luôn quan tâm và chăm sóc mình, từ đó quyết định dành cho đối phương một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 15 đến 17 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Hợi, Tuất, con số may mắn, nam 1, 79, 04, 89, nữ 5, 99, 20, 15. Thưa quý vị, để có một năm mới 2024 thật viên mãn và hạnh phúc thì không thể bỏ qua những vật cản hóa giải sao hạn. Nam mạng tuổi Ất Mão nếu muốn giảm tránh tác động xấu của hạn toán tận, trước hết nên đề cao tâm tính, giữ gìn phẩm hạnh, sống hướng thiện, gieo duyên lành, giúp đỡ người khác không màng báo đáp để cải biến vận mệnh đã định. Ngoài ra, Ất Mão nam mạng có thể tiến hành dâng sao giải hạn tại gia hoặc đền chùa, thực hiện một lần vào thời điểm đầu xuân Giáp Thìn là đẹp nhất, khi tiến hành mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, dâng hương thành kính, sử dụng vật phẩm phong thủy giúp mệnh chủ Ất Mão cầu tài, cầu lộc, cầu bình an trong năm Giáp Thìn như mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Người sinh năm 1975 được Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh, Ngài là vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh khỏi kiếp nạn thống khổ đời người, ban cho con người tâm trí, thỉnh mặt Phật Văn Thù Bồ Tát. Ất Mão nam mạng khởi tâm cầu nguyện hóa giải vận xui trong công việc và gia đạo. Nam tuổi Mão 1975 mệnh thủy, tương hợp với mặt Phật đá núi lửa đen, tương sinh với mặt Phật đá mã não trắng. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe bài chia sẻ của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý anh chị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có.
Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.